Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C các bạn nhé. Kia K3. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết ở Kia K3 thì nó có hai phiên bản, một là phiên bản 1.6 và hai là phiên bản 2.0. Chiếc xe mà tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là một chiếc xe Kia K3 ở phiên bản 2.0 số tự động các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này lăn bánh được 10 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được, cho nên là đang vừa mới dọn xong đấy các bạn này. Vừa mới dọn xong thì hôm nay thì trời nó cũng đã nắng, đang để ra trời cho nó khô, cho nó sạch sẽ, thơm tho các bạn nhé. Vừa mới dọn, vừa mới rửa xong quý vị các bạn ạ. Đây ở cái phiên bản Kia K3 2 chấm thì phiên bản này đã được trang bị rất là nhiều option rồi các bạn nhé. Từ nội thất da, la răng đúc này. Đấy, ghế điện các bạn nhé. Ghế điện, nhớ ghế ở phiên bản 2.0 này thì là có cả nhớ ghế luôn. Và ghế điện các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Kiểm soát hành trình, ga tự động, cruise control này. Cửa sổ nóc. Đấy, nội thất da cao cấp, nguyên bản của xe đây các bạn này. Rất là đẹp, chúng tôi cũng vừa mới dọn dẹp xong nhé. Bây giờ nó đang để cho nó khô. Đấy, rất là đẹp các bạn này, mới dọn dẹp qua đi một chút thôi. Đấy, rất đẹp rồi các bạn nhé. Tôi sẽ quay chi tiết cho các bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ này, còn nguyên bản này. Tắp bi cánh cửa này, rất là đẹp. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Hệ thống đèn là full LED rồi này. Biển số Hà Nội. Đấy, cốp sau này, toàn bộ từ những cái ốc cốp sau còn nguyên bản này. Ốc cốp sau nguyên bản này. Lốp sơ cua đây các bạn này. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản 2.0. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Tắp bi cánh cửa này. Đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất ghế da đằng sau này cũng rất mới luôn các bạn nhé. Đấy. Keo chỉ cánh cửa này. Tắp đi cánh cửa này. Đấy. Tắp lô, tắp đi đều rất là mới, rất là đẹp luôn nhé. Tắp lô, tắp đi đều rất là đẹp. Và đây là về cái phần động cơ đây. Thưa các bạn, tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho các bạn cùng xem nhé. Đấy. Kia cũng đã trang bị cho chiếc K3 2014 này ở cái phiên bản 2.0 này là cái khối động cơ xăng 2.0 lít các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động này và ốc chân máy này, ốc cabo này còn nguyên bản hết này, kể cả cái tấm chống nóng này đều rất đẹp luôn các bạn nhé, nguyên bản này, rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản này, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, tất cả là còn nguyên bản các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 388 triệu đồng các bạn nha. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia K3 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia K3 2014 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
Mm-hmm.